Xin chào thầy anh em. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cũng như là chia sẻ cho mọi người cách sử dụng của chiếc đồng hồ F25 này. Đây là một dòng sản phẩm, đó là đồng hồ thông minh chống nước cho trẻ em, vừa vào điện thoại cũng như là vừa định vị, giúp cho bố mẹ trẻ em chúng ta quản lý cũng như là kiểm soát con mình một cách rõ ràng hơn. Đúng hẳn ra đó là tránh cái tình trạng là bắt cóc trẻ em. Hiện tại bây giờ thì nó cũng rất là nặng, rất là phổ biến, nên là chúng ta hãy lên sử dụng cũng như là mua sắm cho con mình một chiếc đồng hồ định vị để chúng ta sử dụng một cách kiểm soát con mình một cách tốt nhất có thể. Thì chiếc đồng hồ này thì nó có một tính năng, đó là chống nước cũng như là định vị gọi điện thoại cho con cái cũng như là bố mẹ của chúng ta, nó rất là hay luôn. Thì mọi người có thể là chỉ cần mua về tháo hai con ốc này ra, mọi người lắp cái sim vào, lắp một cái sim 3G vào. Khi mà chúng ta lắp cái sim 3G vào thì nó sẽ có hai cái mũi tên này đi xuống đi lên như thế này, thì ok, thì là sóng đã khỏe mọi người nhé. Thì trong cái tình thế này của tôi thì dùng thì đây nó sóng hơi yếu, hơi bị chập chờn nên là nó không được khỏe cho lắm. Tôi sẽ test cho mọi người xem luôn cái chức năng của nó luôn. Thì mọi người hãy tải cho tôi, đó là một cái app này có tên là Stracker. Đây, app là Stracker đây. Đây mọi người nhé, mọi người ấn vào này. Mọi người ấn vào và mọi người đăng ký cái thông tin. Mọi người đăng ký cái thông tin mọi người nhé. Đăng ký cái thông tin rất đơn giản thôi. Mọi người đăng ký thông tin thì mọi người sẽ được một cái tên, Gmail cũng như là mật khẩu. Khi mà mọi người lật cái disk này lên thì nó sẽ có một cái mã, thì mọi người có thể là dùng cái điện thoại, mọi người quét cái mã đó thì coi như là đăng ký thành công. Rất là đơn giản nhá. Thì tôi sẽ chỉ chia sẻ cho mọi người cái cách xử lý một chiếc đồng hồ thông minh này. Thứ nhất là nó sẽ đo được cái định vị đến 95% cái vị trí của con mình ở đâu. Bằng ví dụ kia tôi ấn định vị này, mình có thể nhìn nhá. Đấy thì nó sẽ phát hiện ra là đang ở khu vực nào đó. Ví dụ ở đây tôi đang ở gần cái nhà hàng Thủy Chung, cách đây khoảng tầm 200m cho đến 200m, mọi người đang ở cái ngã ba, thì mình có thể zoom to lên thì mọi người có thể nhìn thấy là rất nhiều các thông tin này, nhà nghỉ Hoàng Long hoặc đường Lê Văn Lương, tất cả mọi thứ rất là nhiều luôn, rất là hay luôn mọi người nhé. Quán bia Thanh Niên là gần nhất này, đó, quán bia Thanh Niên cách đây khoảng tầm 20m bên kia đường mọi người ạ, rất là tiện lợi luôn. Ngoài ra chức năng này có thể đưa đến cho chúng ta đến Google Maps luôn. Chúng ta ấn vào đây và chúng ta ấn vào map này, ấn vào map với nhé mọi người nhé, ấn vào đấy và chúng ta ấn vào map này, cho nó hiện lên bản đồ Google Map, nó sẽ chỉ đường cho chúng ta. Đây mọi người nhìn thấy không, rất là nhanh luôn, chỉ ở chúng ta đến đâu, rất là ok luôn, rất là chính xác mọi người ạ. Tôi thấy đánh giá về cái tính năng định vị của nó là khá là ok và khá là tốt. Ngoài ra thì nó có các chức năng như là, như nào cho mọi người hiểu hết nhỉ, ngoài ra có chức năng như là gọi điện được cho con hoặc là dùng máy điện thoại chính gọi về. Ví dụ tôi ấn vào cái số điện thoại, đây là tôi ấn vào cái điện thoại này, thì đây nó sẽ có số điện thoại và tôi sẽ gọi xác nhận, tôi sẽ gọi trực tiếp cho con bé của tôi. Mọi người có thể nhìn ok đó mọi người nhé, có thể gọi được vào này. Thì ngoài ra nó có thể có một chức năng, đó là chúng ta xét qua vệ tinh. Khi chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ hiện ra vệ tinh này, giao thông thường này, giao thông này, tấn vào vệ tinh thì nó hiện lên được cái sơ đồ, nó sẽ là vệ tinh thì nó sẽ khá là hay. Đó, ngoài ra thì nó có chính năng gửi tin nhắn messenger cũng như là chức năng gọi là an toàn mọi người nhé, rất là hay luôn. Thì ở trên kia cái này nó có phần cài đặt này, mọi người có thể là cảnh báo chế độ pin này, số của gia đình này, chế độ pin này, nghe lén này mọi người nhé, quan sát là chế độ con mình và chế độ lớp học. Khi mà chế độ lớp học chúng ta set up cái thời gian giờ ở đây thì con mình sẽ không chơi được cái đồng hồ này nữa, rất là hay. Thì nó có rất là nhiều ngôn ngữ thứ tiếng nữa, thì mình sẽ cho mọi người xem qua về cái chức năng của chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể là ấn được gọi được các số, bất kỳ một số nào mà chúng ta gọi. Thì ở đây thì đã lưu cái số điện thoại của tôi vào đây rồi, thì có thể là gọi bất kỳ lúc nào cũng được. Ngoài ra thì đây nó có một cái mã quét tin nhắn mọi người nhé, quét cái mã vạch này để chia sẻ đến cho tất cả những cái máy điện thoại khác. Thì trên đây là tôi đã tổng hợp tất cả những cái chức năng gọi là cơ bản về sử dụng chiếc điện thoại đồng hồ thông minh này. Thì đây là một sản phẩm khá là tốt, phù hợp cho các trẻ em, cho các em bé, thì giá thành của nó rất là phải chăng thôi, nó chỉ có 650.000 một chiếc, rất là ok. Thì tôi đã chia sẻ tổng hợp những các
chức năng, tính năng của chiếc đồng hồ này thì nếu mọi người có thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời. Ok, một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã xem qua video này của tôi nha.